chăng à? Let's see. Bây giờ lớn rồi phải không? Bây giờ nghe lớn rồi phải không? Phải không? Say yes đi. Giờ nghe lớn dữ rồi phải không? Right. Yes, ok, rồi. Hôm nay mình biết mình làm cái gì rồi nha. Ok. Sẵn sàng chưa? Đánh số 1, số 5 mình số 0. Ok. Mưa quá hả? Hôm nay mưa hả? Yeah, đánh số 1, số 5 mình số 0. Ready? Get set. And go. Tell me a little about yourself. Đánh đi. Tell me a little about yourself. Đánh đi, đánh số đi. Đừng nói chưa học bài nha. Đánh số đi. 49 người thì ít nhất phải 20 người nha. Hôm qua chúng mình nói rồi, that's a deal. Today I expect everyone bring the one, okay? Quánh rồi hả? Gì có một chứ có mấy người hơi lớn thì phải, mỗi lần lớn là nó ồn á, để nhỏ là mình chi xíu đi. Hôm qua nói rồi mà, nếu mình có học bài thì nói nhỏ cách mấy cũng nghe, nghe phải không? Để coi mấy người nha, một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, chỉ có năm người thôi à, sáu người, chỉ có sáu người thôi à. I expect at least 20 people. Bảy người chưa đủ, phải ít nhất phải 20 người mới có bảy người à. Bảy người thì không chơi, ok? Đang chơi game mà ít nhất phải 20 người, ok? Ít nhất phải 20 người đánh số, ok? Ít nhất phải 20 người. Hôm qua mình make a deal rồi mà, phải không? Phải không? Chúng mình nói bữa nay mình vô mọi người đều phải đánh số hết trơn á, ok? No. Ít nhất phải 20 người, ok? Để coi mới có 7 người hả? 8 người, 9 người, 10 người, 11 người, 12 người, 13 người. Mới có 13 người thôi. Ok? I have a good memory. Memory, I mean. 14 người. Mới có 14 người thôi. 15 người. Mr. Thanh Vũ là 15 người. Yes. Đánh rồi nè. ABC đánh rồi nè. Mới có 15 người thôi, không chơi. Thế phải 20 người mới được, còn thiếu 5 người nữa. Su đánh rồi. Ok, after you là 16 nè. Mới có 16 thôi. Còn 4 người nữa. Tôn DX đánh rồi. Angry đánh mấy chục lần rồi. Cheating hả? An Giang hả? Mới có 16 người hả? Sơn Điên đánh rồi. Tiếng Mi nhớ hay lắm đó nha. English là niềm đau là 17. Thiếm là 18. Thanh Tuyền. No, Thanh Tuyền không có đánh số. Mới có 18 thôi. Trang rồi. Let's see. Tình Ngô Thanh là 19. One more to go. Ok, Khu Gấu là 20. Rồi, được rồi. Giờ làm lợi nha. Ok. Giờ làm lợi nha. Start over, ok. Ready, get set, go. Tell me a little about yourself. Đánh đi, chỉ mình đếm đó nha. Tell me a little about yourself. 1, 2, 3. What are your strengths? Ok, wait. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục. What are your strength?
What are your weaknesses? Mình đang đi phỏng vấn đó, các anh chị mình đang được phỏng vấn đó. Nghe thử coi họ hỏi mình hiểu hay không. Mình hiểu mình mới trả lời được phải không? Mình mà trả lời mình mới có job phải không các anh chị, phải không? Còn mình không hiểu, mình không trả lời được là coi như là mình mất job, right? Tiếp tục. Do you manage your time well? Nhỏ là tại vì mình không hiểu, ok. Nếu mình có học bài, nếu mình có đọc bài là nói nhỏ cách mấy mình cũng hiểu. Ví dụ nói tell me a little about yourself. Hiểu không? Hả? Anh chị hiểu không? Tell me a little about yourself. Hiểu không? Đánh số đi. See? Hả? Mà có học bài thì nói nhỏ cách mấy cũng hiểu, ok. Còn không có học bài thì nói lớn cách mấy cũng không hiểu. Tell me a little about yourself. Hiểu không? Hả? Hiểu không? Hả? Có ai đánh số không không? Xí, không có học bài thì không hiểu. Còn có học bài thì nói nhỏ cách mấy cũng hiểu. What are your strengths? Hiểu không? What are your strengths? Hiểu không? Hả? Xí, cũng hiểu như thường thế không? Thành ra đừng có nói là nói nhỏ quá hay nói lớn quá nha. Phải nói là em chưa có học bài, ok? Thì bổn cô nương tha cho, ok? Rồi, tiếp tục nè, tiếp tục. Do you work well under pressure? Why should I hire you? Một, hai, ba, bốn, năm. Có năm người, sáu người. Có sáu người hả? Không học chữ, học bài gì hết chứ. Bảy người. Bảy người. Có bảy người. Tám người. Yeah, why should I hire you? Tại Linh khó học bài, các anh chị thấy không? Tiếp tục. Chán các anh chị quá. Tell me about your last three positions. Chín người. Tell me about your last three positions. Right? Your last three, chứ phải your three. Last nha, your last three. Tell me about your last position. Nó cự đó. Tại các anh chị không học bài nên nó cự đó. Sorry. Oh why. With a manager. Why do you want
to leave your current job. Are you currently employed at the last place listed on your resume? If you're very happy with your current job, why do you want to leave? What did you hear about us? What aspects of this job interest you the most? How long do you plan on staying with this company? What do you do when there is no work to do? What do you do when there are too many things to do? What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you have a problem with a direct? What do you do when you have
have a problem with the boss. What do you do when you have a problem with a job? What do you do when you have a problem with a coworker? Do you like to work by yourself or with others? How do you get along? How do you get along with? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Yeah, cái keyword hôm qua thì mình nói rồi. Nó là physical problem and to perform the job, right? To perform the job. Đó là cái keyword, mình chỉ cần hiểu hai cái chữ đó, hai cái phrase đó là mình hiểu nguyên cái câu rồi. Did you have any trouble finding this place? Will working on weekends be a problem? Anh chị không có chịu học bài. Chán thì thôi. How do you feel about overtime? Yes. Không bao giờ mà Tiểu My cho các anh test các anh chị cái gì mà các anh chị không chưa học. Ok. May I contact your current employer? May I contact your references?
Is there anything else you want to add, say? You want to ask, không phải to add được nha các anh chị. To ask, trong bài thì nó nói là add. Còn cái người speaker thì họ nói là ask. I think ask is make, I'm sorry, more sense. Có cái điều gì khác mà bạn muốn hỏi hay là bạn muốn nói hay không? Cái gì vậy? Chứ không phải bạn muốn thêm vào hay không? Có điều gì mà bạn muốn hỏi hay không? Is there anything else you want to ask or to say, right? Ask, not add. Okay. Okay, next one. Let me correct my text. Ask. What kind of salary are you looking for? How much do you currently get paid? Tell me a little. Okay. Trong room 55 người chỉ có một hai. Make a deal, Roy. Nghe bị giật hả? Giờ các anh chị muốn gì nè? Các anh chị rất rồi mất chân hết chân What are your weaknesses? What are your weaknesses? What are your weaknesses?
Tell me about your last position. What could you have done to improve your relationship with a manager? What could you have done to improve your relationship with a manager? Why do you want to leave your current job? Why do you want to leave your current job? Why do you want to leave your current job? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? If you're very happy with your current job, why do you want to leave? If you're very happy with your current job, why do you want to leave? If you're very happy with your current job, why do you want to leave? If you're very... What did you hear about us? What did you hear about us? What did you hear about us? What aspects of this job interest you the most? What aspects of this job interest you the most? What aspects of this job interest you the most? How long do you plan on staying with this company? How long do you plan on staying with this company? How long do you plan on staying with this company? What do you do when there is no work to do? What do you do when there is no work to do? What do you do when there is no work to do? What do you do when there are too many things to do? What do you do when there are too many things to do? What do you do when there are too many things to do? What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you have a problem with a direct? What do you have a problem with a direct?
What do you do when you have a problem with a direct place? Did you have any trouble finding this place? Did you have any trouble finding this place? Will working on weekends be a problem? Will working on weekends be a problem? Will working on weekends be a problem? How do you feel about overtime? How do you feel about overtime? How do you feel about overtime? How do you... May I contact your current employer? May I contact your current employer? May I contact your current employer? May I contact your references? May I contact your references? May I contact your references? Is there anything else you want to add, say? Is there anything else you want to add, say? Is there anything else you want to add, say? What kind of salary are you looking for? What kind of salary are you looking for? What kind of salary are you looking for? What kind of... How much do you currently get paid? How much do you currently get paid? How much do you currently get paid? When are you able to start? When are you able to start? When are you able to start? The end. The end. The end. Okay, the end. And that's it. How was that? Chị cảm thấy thế nào? Are you satisfied? Huh? So cool. Anh chị có thấy hài lòng không? Có thấy có cảm thấy là mình sờ gứa không? Hả? Hả? Có cảm thấy là mình hay quá không? Hả? Yeah, I think you so-so. Not so good, nor so bad. You so-so, okay? Yeah, cần cố gắng hơn nữa, okay, please. Khi mà các anh chị chưa có nghe được á, có nghĩa là even các anh chị có bài rồi đi nữa mà các anh chị cũng nghe chưa được, tại vì các anh chị đọc chưa có đủ. You haven't read enough. I mean well enough. Có nghĩa là các anh chị đọc chưa có đủ. Đọc đến chừng nào mà mình thuộc lòng luôn đó, cái đó mới là được. Tại sao? Tại khi mà mình bắt chước á, nói tiếng Mỹ có nghĩa là mình phải bắt chước. Mà mình làm sao mình bắt chước được? Bắt buộc mình phải thuộc lòng, phải không các anh chị? Phải không? Bắt buộc phải memorize, phải thuộc lòng thì các anh chị mới bắt chước được. Đồng ý không nè? Thành ra việc đầu tiên là các anh chị phải đọc. Ok, đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại. Why? Đọc đến chừng nào mà mình thuộc lòng thì ít nhất cũng phải 20 lần một câu, please. Có nhiều người hỏi Timmy chứ làm sao mà mình nói tiếng Anh được. Bạn muốn nói về cái gì? Về đề tài gì? Ôi, tôi muốn nói về đề tài đi phỏng vấn. Thì đây nè, bài vở nè. Ok, bài nè. Về bạn đọc đi. Đọc đến chừng nào thuộc lòng đi. Right? Phải không các anh chị? Các anh chị muốn nói tiếng Anh thì các anh chị phải bắt chước. Bắt chước ở đâu?
bắt chước ở trong sách vở, bắt chước người ta nói. Right? Jimmy provide cho các anh chị everything. Phải không nè? Các anh chị không nói được thì trời ơi. I feel sorry for you. Qua Mỹ sống 3 năm mà nói tiếng Anh được. Tiếng Mỹ. You're cái bằng yeah right. Okay. Mỹ nó nói yeah right. Tiếng Việt dịch là phải mà. Mỗi lần mình nói cái gì mà thấy funny, Mỹ nó nói yeah right. Tiếng Việt mình nói phải mà. Sinh viên mà bên Việt Nam mà muốn qua bên Mỹ học, dầu cho học tiếng Anh rồi đi nữa, các anh chị cũng phải học 2 năm English, là học full time kìa, okay? Chứ không phải học part time như mình bây giờ. Mình học chỉ có ngày thứ 2, ngày thứ 3 thôi. I mean ngày thứ 4, ngày thứ 5 thôi. Phải học full time 8 tiếng một ngày thì 2 năm sau mới có thể chen lấn chen chút vô học với tụi Mỹ được. Ở đó mà qua 3 năm mà không đi học mà nói được thế, okay. Hay là cưới vợ Mỹ hả? Cưới vợ Mỹ thì nói tiếng bồi với nó, giống như mỗi lần mà nó chọc mình giận mình nói don't play with my face. Mỗi lần chọc mình giận mình nói don't play with my face, ok, nó cũng hiểu. Cũng hiểu cái là no sourware, ok. No sourware đó. Thì mình có vợ Mỹ mình nói tiếng bồi, không có cái gì bằng là mình phải học hết các anh chị, ok. Không có cửa hả? Ok rồi, bây giờ tạm thời cho các anh chị pass phần này đi, phần listening. Bây giờ qua phần khác nha. Ví dụ các anh chị có một câu dài như vậy. Đây là cái tip để mình học. Nhất là mình đi thi quốc tịch nè. Nói về các anh chị bên Mỹ nha. Hay là mình đi phỏng vấn cho cái việc làm. Thì thường thường thí dụ một câu dài như vậy đó, các anh chị phải nhớ những cái điểm chánh thôi. Các anh chị đâu có thể mà even mình nói mình thuộc lòng đi nữa, nhưng mình đâu có thể thuộc từng chữ với một câu dài như vậy, phải không các anh chị? Right? Mình chỉ nhớ cái keyword của nó thôi. Cái keyword là cái nghĩa là cái chữ hay cái phrase đó đó vừa nói ra là mình hiểu nó đang hỏi mình cái gì rồi, phải không? Ví dụ như mình không có nghe nổi, do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Mình không có thể nào mình nghe một câu dài như vậy. Mình chỉ cần mình chỉ cần thuộc những cái chữ chánh thôi. Physical problem là bạn có vấn đề gì về sức khỏe hay không? And to perform this job, để làm công việc này hay không? Mình chỉ cần nghe hai cái phrase đó là được rồi, phải không? Yeah, physical problem and perform this job. Là mình hiểu nó, bạn có vấn đề sức khỏe để làm công việc này hay không? Phải không? Không cần nhớ cái chữ that may limit your ability. Là khái như vậy, phải không các anh chị? Right? Nếu mà một câu dài như vậy, hay là ví dụ như cái câu này, if you're very happy with your current job, why do you want to leave? And that cái keyword của nó là cái gì? Hả? Cái keyword của nó là cái gì? Happy, phải không? Happy and want to leave, phải không? Right? Tại sao mình vui vẻ mà mình lại muốn rời khỏi cái chỗ này, phải không? Đó, nhiều khi mình chỉ nhớ một hai chữ như vậy thôi.
thi quốc tịch đó, này các sẵn đây tụi mình chia sẻ cho các anh chị nào mà thi thi quốc tịch bên Mỹ đó, nó hỏi nhiều câu rất là dài, làm sao mình nghe nổi. Nhất là thường thường thi quốc tịch là các anh chị đó qua bên Mỹ khoảng 5 năm là được quyền nộp đơn thi quốc tịch. Nhưng mà có nhiều người á, ở bên Mỹ 30 năm rồi á, họ cũng nói tiếng Anh không được các anh chị. 20-30 năm họ nói tiếng Anh không được. Là tại sao họ không có đi học? Họ đi làm là làm chung đụng với Việt Nam không? Không, họ không có cái cơ hội để nói tiếng Anh. Thành ra khi mà họ vô thi quốc tịch rất là khó các anh chị, rất là khó đối với họ. Tại vì họ nói tiếng Anh không được, nghe tiếng Anh không được. Mà thi quốc tịch thì trời đất ơi, rất là khó. Thí dụ như nó hỏi câu này nó hỏi câu này: thí dụ nó hỏi câu này: The idea of self-government in the first three words of the Constitution. What are these words? Thì anh chị thấy không? Cái câu dài như vậy, làm sao mình, làm sao những cái người mà họ chưa, họ yếu tiếng Anh, họ chưa từng học, làm sao mà họ nhớ, họ trả lời cho nổi. Thành ra khi mà Tiểu My giúp họ đó, thì Tiểu My nói ok, các anh chị chỉ cần nhớ cái keywords thôi. Một là mình nhớ cái chữ câu, the idea, ok. Hai là mình nhớ cái chữ first three words. Tại vì câu trả lời là gì? Câu trả lời là we the people, right? Cái câu trả lời là we the people. Okay. Thành ra một câu dài như vậy họ nghe làm sao nổi, phải không các anh chị? Thành ra Tiểu My chỉ cho họ: Oh, anh chị nhớ cái chữ the idea, hoặc là các anh chị nhớ cái first three words. Okay. First three word là ba chữ đầu tiên. Nghĩa là trong cái bản hiến pháp Hoa Kỳ đó, khi cái tựa đề của cái bản hiến pháp là we the people. Cái tựa đề của cái bản hiến pháp nó có chữ bự, thực là bự. Cái topic đó, we the people. Cái câu này có nghĩa là cái khái niệm về cái sự tự quản, okay, tự trị đó, tự quản đó, được nêu lên trong ba chữ đầu tiên của bản hiến pháp. Đó là ba chữ gì? Các anh chị thấy không? Đó là ba chữ gì? Thì cái câu trả lời là we the people. Thì làm sao mà mình hiểu được mấy cái người mà họ họ còn yếu tiếng Anh, nói một hơi như vậy làm sao họ hiểu được? Thành ra khi mà Tiểu My giúp đó, Tiểu My cho họ nghe băng, phải không? Cũng nghe cái audio. Rồi Tiểu My nhấn mạnh cho họ: Ôi, anh chị nghe được cái chữ the idea không? Nghe được phải không? Hay là các anh chị nghe được cái chữ three words không? The first three words không? Và chỉ cần nghe hai cái chữ đó thôi là các anh chị biết trả lời liền là we the people. Phải không các anh chị? Right. Thành ra đó là cái cách mà mình mình đọc một câu. Bởi vậy khi mà các anh chị ở trong đại học đó, khi mà nó kêu các anh chị đọc bài reading á, thí dụ học về lịch sử, nó bắt các anh chị một ngày các anh chị phải học, phải đọc 3 chapter. Mà một chapter là thường thường là ít nhất là cũng 5 trang, mà 3 chapter là 15 trang. Làm sao các anh chị đọc một ngày mà đọc 3 chapter nổi? Thành ra cái cách đọc là gì? Mình chỉ đọc phước qua rồi mình tìm cái keyword hay là cái main idea và mình nhớ nó thôi. Okay. Chứ không thể nào mà mình đọc từng chữ từng chữ từng chữ rồi đọc đọc làm sao nổi 3 chapter một ngày được, phải không? Thành ra mình đọc lướt qua rồi mình tìm cái trong cái câu đó cái nào là cái keyword hay là cái nào là cái main idea, nó nói cái gì. Tại vì khi mà làm bài test nó không phải làm như như bên Việt Nam mà nó đặt câu hỏi rồi mình phải trả lời y chang từng câu ở trong sách nổ. Mình chỉ trả lời cái điểm chánh thôi. Okay. Khá như vậy.
Các anh chị hiểu rồi phải không? Right? I try my best then try being one. Anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra đừng có expect là mình nghe người ta nói là mình phải hiểu từng chữ mình hiểu cái ý chánh là được rồi. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu. Mình qua cái phần khác. Bây giờ thí dụ như chúng mình cho các anh chị câu này. Nhưng mà ít nhất các anh chị cũng phải đọc bài nha. Nếu mà các anh chị không đọc bài thì mình không help các anh chị gì gì được hết trơn. Thí dụ như câu này. Tell me a little about yourself. Thì các anh chị chỉ nghe được cái chữ tell me about yourself là các anh chị hiểu rồi, phải không? Đâu có cần hiểu từng chữ tell me a little about yourself. A little hay là much gì cũng cũng vậy thôi, phải không? Phải không? Thành ra cái ở lia đâu mình bỏ nó đi. Right? Không cần. Cái chữ đó nó không có quan trọng. Nó không phải là cái keyword. Mà cái keyword ở đây là about yourself. Phải không? Right? Khá như vậy. Rồi bây giờ các anh chị mở Skype ra đi. Ông già bảo thủ. Ok. Yes. Chỉ nghe, ráng nghe được. Nhưng mà cái này đó là có bài dở rồi, các anh chị đã đọc qua rồi. Nó có tất cả 34 câu, làm sao mình nhớ từng chữ trong một câu được. Mình chỉ nhớ cái điểm chánh thôi, phải không? Right. Thành ra khi đọc bài thì các anh chị phải đọc, phải nhớ cái keyword, cái điểm chánh nó nói gì cái gì. Rồi mình highlight nó. Ok, lấy cái highlight mình mình highlight nó. Ok. Chị hiểu là chứ gì? Ví dụ mình highlight cái chữ about yourself, thì khi mà mình nghe họ nói thì mình nghe oh about yourself, nghĩa là nó nói mình, nói về mình, phải không? Đấy. Ví dụ câu thứ hai đi. Ví dụ câu này đi. Ví dụ cái người phỏng vấn họ nói trong miệng what's your strength, nhưng mà mình nghe cái chữ cuối cùng là strength. Oh, họ nói cái điểm mạnh của mình là gì. Mình đâu có cần nghe cái chữ what hay là chữ or đâu, phải không? Nhiều khi họ nuốt chữ where your strength, họ nuốt cái chữ or đi, phải không? Nhưng mà mình nghe được cái chữ strength là mình biết oh, họ nói cái điểm mạnh của mình là gì. Anh chị đồng ý không nào? Đó là cái trick á. Khi mà mình học một bài hay là khi mình đi thi mà mình ôn cái gì đó, mình chỉ ôn những cái điểm chánh thôi. Ok. Rồi bây giờ các anh chị gọi vô Skype đi. Các anh chị sẽ nghe cái người speaker nói một lần nữa. Các anh chị dịch ra tiếng Việt. Ok. Dễ phải không? Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là mình dịch điểm chánh thôi, chứ mình đâu có dịch từng chữ phải không? Đồng ý không nè? Right. Họ giữ gọi vào đi. Họ giữ. Chịu không nè? Bây giờ gọi vào đi. Để tí mi mở cái Skype nha. Let me open the two, three. Rồi đó, bây giờ các anh chị gọi vào, please. Hát bài ngựa của anh nữa hả? Gọi vào đi các anh chị. See you. I'm sorry. Let's see. Ok. Thí dụ nha. Đợi Vũ Trần đợi tí mi tí xíu. Thí dụ. Tell me a little about yourself. Là dịch ra. Hãy nói với tôi chút ít về bạn, phải không? Bây giờ các anh chị thường thường các anh chị đi phỏng vấn, họ nói với các anh chị như vậy, họ không hỏi các anh chị what's your name, where do you live, đại khái như vậy. What do you here for, họ không, đại khái như vậy. Ok. Rồi bắt đầu nha. Vũ Trần, nó nói cái gì? Nó nói cái gì thì cái này là mình học gì thôi. Trời đất ơi, không biết. Bây giờ nghe cái cô speaker đó, cái người speaker họ nói gì mình dịch ra tiếng Việt. Chịu không nè?
Chịu không? Rồi, bắt đầu nha. I know. But it's okay, try your best then. Okay? Now, ready, go. Sao nhỏ quá vậy ta? Làm sao chỉnh cái làm sao chỉnh cái volume ở trong Skype các anh chị? Sao chỉnh cái volume ở trong Skype các anh chị? Như bên Skype của Timmy nó nhỏ quá. Các anh chị làm sao chỉnh cái... Ok, tune option audio setting. Let's see where it's tuned. Option rồi con ok microphone yeah everything high yeah nó lớn mà nó lớn mà. Okay, everything okay? Sound, yeah. Play this sound. Giữ chân không được làm ồn nữa nha. Okay. You're boring. Ok, Vũ Trần, dịch ra nha, bắt đầu nha. Yeah. Tell me a little about yourself. Dịch đi, nghe không? Ồ, không nghe tiếng gì đâu cô ơi. Không nghe hả? Dạ, nghe, nghe bên Power Talk phải không? Có mưu phao thoát không? Dạ có, mưu mà sợ bị ảnh còn nên mưu là... I don't know. Các chị gọi, các chị khác gọi vô thử coi. Please, các chị khác gọi vô thử. Rồi, Nguyễn Thúy nghe không? Nguyễn Thúy nghe bên Skype không? Nguyễn Thúy, Nguyễn Thúy, Nguyễn Thúy gì đó, Nguyễn Thúy.
Thôi chuẩn bị ghé cái Sky qua đi. Ok Nguyễn Thúy nè, Vũ Trần nè, and Darling Chen nè. Nghe thử coi nha. Ồn quá. Vũ Trần ồn quá. Nguyễn Thúy nghe không? Do you manage your time well? Tiểu My không có kiếp mà tại vì Tiểu My nhắn tùm lum hết trơn á. Do you work well under pressure? Anh chị nào còn bên Skype vậy? Chán quá à. Cái đó là nghe bên Thao Talk, ok? Là không thể nào nghe được. À, chán quá. Rồi thôi bây giờ tới phần viết đi. Ok, mình thông qua cái phần này đi. Rồi tuần tới mình mới bắt đầu nói chuyện. Ok, mình đi phỏng vấn, một người phỏng vấn, một người trả lời. Bây giờ qua phần viết nha các anh chị. Ok. Rồi bắt đầu. Tell me a little about yourself. Dừng nghe lớn rồi đó. No space for yourself. À, Xuân Hương. Then no space for yourself. Is there anything else you want to add? Say. Wait a minute, let me pass this. What are your strengths? What are your strengths? What are your strengths? Three times, okay? What are your weaknesses? What are your weaknesses? What are your weaknesses? You can bring your your sentence as much you can, as many as you can, okay? Thank you. Đánh ra càng nhiều càng tốt, không cần đánh một lần, mình đánh nhiều lần cho mình tập viết luôn, okay? Đánh bao nhiêu lần cũng được hết trơn á. Angry Tiger. Do you manage your time well? Do you manage your time well? Do you manage your time well?
Do you work well under pressure? Do you work well under pressure? Do you work well under pressure? Why should I hire you? Why should I hire you? Why should I hire you? Chữ why nó make sense hơn chữ what, phải không? Phải không Trang? Phải không? Chữ why nó make sense hơn chữ what, right? What should là nó đâu có meaning gì đâu, nó đâu có nghĩa gì đâu. Tại sao, phải không? Tại sao tôi nên mướn bạn? Right? Why? Nhiều khi mình nghe không được nhưng mà mình hiểu cái mình có thể mình guess cái meaning của nó cũng được. Tell me about your last three positions. Tell me about your last three positions. Tell me about your last three positions. I'm sorry, Violet. I don't accept the calling. Because we in writing section. Mình đang trong cái phần viết. Tell me about your last position. Tell me about your last position. What could you have done to improve your relationship with a manager? What could you have done to improve your relationship with a manager? What could you have done to improve your relationship with a manager? Tell me about your last position. Tell me about your last position. Manager. What could you have done to improve your relationship with a manager? Improve your relationship with a manager. What could you have done to improve your relationship with a manager? What could you have done to improve your relationship with a manager? What could you have done to improve your relationship with a manager? What could you have done to improve your relationship with a manager? What could you have done to improve your relationship with a manager? Last time. What could you have done to improve your relationship with a manager? What could you have done to improve your relationship with a manager? What could you have done to improve your relationship with a manager?
Why do you want to leave your current job? Why do you want to leave your current job? Why do you want to leave your current job? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Why do you want to leave your current job? Why do you want to leave your current job? Why do you want to leave your current job? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Are you currently employed at the last place listed on your resume? Last place listed on your resume. Last one. Are you currently employed at the last place listed on your resume? If you're very happy with your current job, why do you want to leave? If you're very happy with your current job, why do you want to leave? If you're very happy with your current job, why do you want to leave? Stood on your resume. If you're very happy with your current job, why do you want to leave? If you're very happy with your current job, why do you want to leave? If you're very happy with your current job, why do you want to leave? If you're very, what did you hear about us? What did you hear about us? What did you hear about us? What? Nó make sense hơn where, okay? What? Bạn nghe về cái công ty của chúng tôi thế nào? Làm sao? Bạn nghe cái gì về công ty của chúng tôi? Đã khái như vậy. Bạn đã nghe cái gì về công ty của chúng tôi? Về chúng tôi hay về công ty? What aspects of this job interest you the most? What aspects of this job interest you the most? What aspects of this job interest you the most? Yes. What aspects of this job interest
What aspects of this job interest you the most? What aspects of this job interest you the most? What aspects of this job interest you the most? What aspects of this job interest you the most? Không biết có copy and paste xong nữa. How long do you plan on staying with this company? How long do you plan on staying with this company? How long do you plan on staying with this company? This job interests you the most. What aspects of this job interest you the most? How long do you plan on staying with this company? How long do you plan on staying with this company? How long do you plan on staying with this company? Plan on là hoạch định cái gì đó. What do you do when there is no work to do? What do you do when there is no work to do? What do you do when there is no work to do? There is, hay là there are. Yeah, no work, right? There is. Hay là there are. There is, right? And there's. Nó đọc gì hả? Con nhỏ nó đọc gì hả? Con nhỏ nó đọc gì? How long do you plan on staying with this company? What do you do when there are too many things to do? What do you do when there are too many things to do? What do you do when there are too many things to do? Too many things, things đếm được nha các anh chị. Many đếm được, things đếm được, thành ra phải có s, right? Too many things, không được copy and paste nha. Please. What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you're having difficulty solving a problem? There are too many things to do. What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you're having difficulty solving a problem? What do you do when you're having difficulty solving a problem? You're having difficulty solving a problem. What do you do when you're having difficulty solving a problem? Problem. What do you do when you're having difficulty solving a problem?
do you do when you have a problem with a direct? What do you do when you have a problem with a direct? What do you do when you have a problem with a direct? What do you do when you have a problem with the boss? What do you do when you have a problem with the boss? What do you do when you have a problem with the boss? What do you do when you have a problem with a job? What do you do when you have a problem with a job? What do you do when you have a problem with a job? What do you do when you have a problem with a coworker? What do you do when you have a problem with a coworker? What do you do when you have a problem with a coworker? Do you like to work by yourself or with others? Do you like to work by yourself or with others? Do you like to work by yourself or with others? How do you get along with? How do you get along with? How do you get along with? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job?
Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Did you have any trouble finding this place? Physical problems that may limit your ability to perform this job. Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? That may limit. Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Do you have any physical problems that may limit your ability to perform this job? Did you have any trouble finding this place? Did you have any trouble finding this place? Did you have any trouble finding this place? Any troubles? Đâu có S phải không? Will working on weekends be a problem? Will working on weekends be a problem? Will working on weekends be a problem? Đâu có kỳ thiệt đâu. That's the mình gọi nó là gì? Gọi nó là gerund phrase. And gerund nó sẽ làm chủ từ phải không? Gerund thường thường nó là noun phải không? Và nó sẽ làm chủ từ của động từ will be. Phải không? Của động từ will be, right? So working on the weekend đó là gerund phrase. Đồng ý không nè? Phải không? Working on weekend nó là phrase và nó là gerund, sao nó làm chủ từ của động từ will be. Và khi mình đặt câu hỏi thì mình đem cái trợ động từ ra phía trước, right? Thank you.
How do you feel about overtime? How do you feel about overtime? How do you feel about overtime? How do you, may I contact your current employer? May I contact your current employer? May I contact your current employer? Contact your references. May I contact your references? May I contact your references? Is there anything else you want to add, say? Is there anything else you want to add, say? Is there anything else you want to add, say? Sửa lại nha, nó là chữ ask, nó chữ add, ok, nó là chữ ask. ask nó make sense hơn là chữ add, right? What kind of salary are you looking for? What kind of salary are you looking for? What kind of salary are you looking for? What kind of
How much do you currently get paid? How much do you currently get paid? How much do you currently get paid? Bạn muốn cái số lương là bao nhiêu? Câu này dịch như vậy đó. Bạn muốn cái số lương là bao nhiêu? Hay là bạn muốn tôi trả bao nhiêu một giờ? Mình phải hiểu như vậy đó. Nó hỏi chung chung, tùy theo có công việc. Thí dụ mà mình xin việc kỹ sư hay là gì đó, hay là CEO, thì thường thường nó trả lương tháng thì mình phải hiểu, mình cũng trả lời là lương tháng, right? Còn thí dụ mà mình xin việc assembly hay là ở dưới floor đồ này kia đó, thì dĩ nhiên là nó trả lương giờ. Ok, nhưng mà nó hỏi chung chung vậy mình phải biết, right? Mình xin việc ở dưới floor mà mình đòi 3.000 tháng đâu chịu, phải không? Mình phải nói giờ. Cái gì vậy? Ok, last one. When are you able to start? When are you able to start? When are you able to start? The end. The end. The end. Okay, and that's it. Right? Rồi, bây giờ mình qua cái phần listening and repeating. Không biết phần này các anh chị làm nổi không? Listening and repeating. Có nghĩa là mình nghe cái cô đó, cô nói sao mình lặp lại y chang như vậy. Chiều hôm nào? Hả? Chiều hôm nào? You like it? So raise your hand then. Tí mi không muốn gọi vô trong Skype nữa. Gọi vô trong Skype lộn xộn thì thôi đó. Anh chị muốn dùng Skype nữa không? Hả? Có pass chưa biết nha, chưa biết. Yahoo hả? Bây giờ các anh chị raise hand đi. Will you raise your hand? And I will release the mic and you take turn. I mean you you get the mic, okay? And repeat whatever the speaker say. Chiếu không nha? Ở trong mình dùng ở trong power talk luôn. Okay? Chiếu không nè? Hả? Answer me please. Rồi, bắt đầu nha. Ai muốn nói thì giơ tay lên nha. Ai muốn lặp lại thì giơ tay lên. Thí dụ các anh chị nhớ nghe câu này, ok? Nghe câu này. Tell me a little about yourself. Then we repeat. You repeat. Tell me a little about yourself, right? Cô nói sao mình lặp lại y chang như vậy? Okay. Yeah, cô nói sao mình lặp lại y chang như vậy? Hiểu không nào? Could you do that? Yeah, tell me a little about yourself. Mình biết được thì mình cũng lặp lại được. And I give you enough time, okay? To think and repeat, then repeat. Okay? Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Mỗi người ba câu. Ok.
three for each one. Three sentences for each one. Angry tiger, are you ready? Angry tiger. Say yes, me. Angry tiger. Okay, now ready? I drop the mic to you, okay? Ready, go. Xạo. Hồi nãy giờ là đánh lia lịa, post lia lịa, giờ kêu lên thì nói bi gì? Hả? Không nghe được hả? Chỉ nghe được mà. Không nghe được hả? Còn we have 30 more minutes left, okay? Rồi, bây giờ angry không lên nè, okay? Các chị nghe không? Hả? Timmy drop. Oh, sorry. Timmy drop cái mic rồi, angry không lên mà. Giờ làm lợi nè, giờ làm lợi nè, okay, làm lợi nè. Angry lên không nè? Angry không lên thì Kevin. Kevin. Okay, Kevin nha. Okay, I drop the mic to you, okay? Ready? Go. Drop the mic in there. Hi, sit to me. Hi, everybody. Em vẫn chưa hiểu cách nhắc lại là sao, sit. Sit chỉ em nha. Em chưa hiểu. Ok, Timmy sẽ mở cái audio. And cái người speaker họ nói gì thì mình lặp lại. Ok. Kevin hiểu rồi phải không? Kevin hiểu rồi phải không? Oh, I'm sorry, đúng rồi. Hey that. Vậy vô cái Skype đi. Mở cái Skype ra đi, please. Timmy, oh my god, tẩu quả nhập ngoài luôn. Mở cái Skype ra đi, please. Gọi vô Skype cho Timmy. Kevin gọi vô đi. Sorry các anh chị. Yeah, đau bụng rồi. Kevin gọi. Okay, call me in Skype, please. Hình như là Timmy. Yeah, còn cái Skype nè. Kevin, call me in Skype, please. And my nickname is Timmy 7. Under spanner. Under right, Kevin. Okay, repeat what happened. Hi, she to me. Hi, everyone. Yeah, we hear yes. You. Can you hear me? Yes. Okay, now, can you hear this? Yes. Listen. Okay. What are your strengths? What are your strengths? Strength. Strength. Yeah, strength, right? Yeah. Good. Go on, please. Yeah. What are your strengths? Your. What are your. Your. Tell me a little about yourself. Tell me a little about yourself. Yeah. What are your strengths? What are your strengths? Strengths. Strengths. I'm Anya. What are your weaknesses? What are your weaknesses? Do nha, do. Chứ không phải là không phải là do nha, do. What are your weaknesses? Weakness. Okay, weaknesses. Yeah, weaknesses. Yeah, đọc rõ như vậy. Go on. Do you manage your time well? Do you manage your time well? Very good. Anh chị nào muốn muốn lặp lại thì gọi vô cho Timmy, okay? I need three people at a time only.
Đúng rồi. Do you work well under pressure? Did you work well on this whole question? No. Under pressure, right? Okay, under pressure. Right, okay. Okay, thank you very much. Đến Vũ Trần nha. No. Time said to me. Yeah. Khi mà các anh chị đọc xong, lặp lại xong rồi các anh chị cứ drop cái mic đi, tại nhiều người trong cái Skype nó sẽ mess up đó. Okay. Yeah. Okay, next one, Vũ Trần. Are you ready? Yeah. Okay, now listen and repeat it. Okay. Why should I hire you? Why should I hire you? Why? Not what? Why should I hire you? Yeah. Why should I hire you? Why should I hire you? You. You. Right. W-H. Tell me about your last three positions. Tell me about your last three positions. Yeah, position. Position. Không có được nhìn bài rồi lặp lại nha. Không có. Đây luôn. Tell me about your last position. Yeah, magician. Sao nhỏ quá vậy ta? Yeah, chị My không biết tại sao không nghe nữa. Go on, Len. Why did you leave your current job? Why did you leave your current job? Không biết tại sao không nghe, mở cái Skype rồi nó không nghe à? Nó bị âm thanh, nó qua nhiều cái gián tiếp của cô, cái nó nhỏ vậy. Okay, go on, please. Tại cái speaker, cái microphone của Vũ Trần á, nó bị ồn. Tiếp tục nè, nghe thật. Yeah. Nó hồi nãy nó nghe lớn, ok. Nãy lúc đầu nghe được, nhưng mà lúc sau thì nó nghe. Okay, can't you, we have 20 more minutes left, but I need to check.
cho các anh chị một tuần. Okay, let me turn down the volume a little bit. Nhớ nha, tí mình cho các anh chị một tuần. Các anh chị làm cái gì? Các anh chị phải về research, okay? Những cái câu trả lời cho cái bài phỏng vấn này. Tại làm sao như vậy? Tí mình muốn các anh chị tìm tòi coi mình tìm cách nào để mình trả lời khi mà người ta hỏi những câu này. Rồi tuần tới mình vô đây, okay? Một người hỏi, một người trả lời. Rồi mình sẽ collect những cái những cái câu trả lời đó làm của riêng cho mình. Okay? Mình thấy câu nào hay nhất á, mình làm của riêng cho mình rồi mình học thuộc lòng, phải không? Để dành khi nào mình đi phỏng vấn việc làm thì mình đem ra. Right? Đồng ý không nè? Phải không? Anh chị chịu không nè? Nhiều khi những cái câu của Tiểu My cũng không có hay cho lắm, phải không? Thành ra càng nhiều người collect những cái thông tin, những cái câu trả lời đó, right? Càng tốt, phải không? Right? Không phải nó không trùng khớp, bảo đảm với các anh chị 34 câu này thường là những cái câu hỏi mà họ thường hỏi nhất á. Okay? Bây giờ đi phỏng vấn là thường thường họ hỏi những cái câu này. The most, okay? Đây là những cái công việc mà bình thường thôi, không phải là professional. Professional nó hỏi khó hơn, okay? Nó hỏi khó hơn. Ở đây là Tiểu My chỉ giúp các anh chị cái gì dễ dễ thôi, okay? Cái gì mà professional Tiểu My không giúp được, okay? Thí dụ như cái câu này chắc chắn nó hỏi nè. Ví dụ như cái câu này nè, chắc chắn là nó hỏi. Các anh chị trả lời làm sao? When are you able to start? Câu này chắc chắn nó hỏi nè. Ok, hay là câu này? What kind of salary are you looking for? Cái câu này là một cái câu tế nhị nha các anh chị. Đấy. Anh em mình phải biết cách trả lời. Ok. Làm việc dưới floor mà đòi 5.000 tháng. Thôi vậy bạn mướn tôi đi tôi làm cho bạn. Kevin, vậy thôi bạn mướn tôi đi tôi làm cho bạn cho rồi. Ok. Đại khái như vậy thì đã các anh chị cho các anh chị một tuần á. Cái bài này nó có 34 câu. Okay. Có thể là các anh chị tìm cách trả lời 5 câu thôi, rồi mấy người khác trả lời 5 câu khác, đại khái như vậy. Các anh chị nghĩ coi các anh chị trả lời được câu nào thì các anh chị cứ trả lời bằng tiếng Mỹ nha. Okay, viết xuống rồi tuần sau mình vô mình post cái câu của mình ra. Okay, để cho mọi người thấy. Nhiều khi họ collect đó, làm của riêng cho mình, right? Chịu không nè? We have a week to do that. Tell me about yourself. Tell me a little about yourself. Thường thường câu này nó mình trả lời sao các anh chị? You should take this opportunity to show your communication skills by speaking clearly and concisely in an organized manner. Tôi tên là gì? Đấy không? Tôi học trường nào, tôi graduate khi nào, là khái như vậy. Hay là nói là I grew up in Vietnam and I'm study accounting. I work at an accounting firm for 2 years and I enjoy cái gì đó. You play piano, play music. Là khái như vậy. Thế là mình nói là
Mình nói là mình từ đâu tới, mình học trường nào, mình graduate năm nào, là khác như vậy. Mình làm, mình thích cái gì, mình nói sơ sơ như vậy, cái khác như vậy. Work at các anh chị hiểu không? Nghĩa là mình tự giới thiệu mình. Em các anh chị nhớ điều này nha. Mình trả lời càng ngắn gọn càng tốt. Vừa ngắn gọn mà nó đủ, nó đầy đủ chi tiết hết thì tốt. Đừng có nói dài dòng. Tôi sinh trong gia đình của tôi có năm người, năm anh chị em, ba tôi là bác sĩ, mẹ tôi là giáo sư, đồ này kia, kể hết dòng họ ra. I don't want to hear that, okay? Chỉ nói về mình thôi, okay? Nói ít ít về mình thôi, okay? Gia đình tôi nghèo. Tôi đang thất nghiệp, đại khái như vậy. Okay, đó là bắt cái câu này là hỏi hỏi nhiều nhất nha. Okay. Tell me a little about yourself hay là introduce yourself. Là khá như vậy. Okay. Con tôi là cọp. Lôi cả dòng họ ra. Hay là mình cũng giới thiệu chính mình chút xíu. Ví dụ như em an easy going person that work well with everyone. Right? I'm a friendly person. Là cái nghĩa là các anh chị tìm 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 đi. Trả lời từng câu một. Ví dụ như cái câu số 2, what are your strength? Cái điểm mạnh của bạn là gì? No, no, not, not this one. This one. Còn này nữa. Đừng nói là cái điểm mạnh của tôi là tôi ăn nhiều. Tôi ăn nhiều. Tôi ăn dữ tợn lắm. Phải không các anh chị? Tôi làm việc rất là chăm chỉ. Thế như vậy. So this is a popular interview question. They want to know what you think of yourself. Okay. About your strength. Thì các anh chị sẽ tìm những câu trả lời rồi tuần sau mình vô đây mình sẽ chia sẻ với nhau. What is your weaknesses? Mình nói là cái weakness của mình là cái tiếng Anh của mình không giỏi cũng được, không sao hết trơn. Nhưng mà mình có thể mình nói cái đó cũng được. I feel my English ability is my weakness trait. I know this only a temporary problem, and I'm definitely studying hard to communicate more effectively. Right? Tôi nghĩ là tiếng Anh của tôi thì cái khả năng tiếng Anh của tôi thì nó yếu, nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là cái vấn đề tạm thời mà thôi. Đúng không? Mình trả lời như vậy. Và tôi thì đang đang học đang đang học đang học cố gắng học. Tôi thấy như vậy. Okay. Trời, học với Tiểu My tiếng Anh còn dở như Tiểu My luôn. Tiểu My nói cái gì cũng được hết trơn, nhưng mà Tiểu My không có nói văn chương được. Okay. Nói bất cứ đề tài gì Tiểu My nói cũng được hết trơn, mà kêu mà Tiểu My nói mà lưu loát hay là nói mà nghe văn chương hay là nói nghe hay. Oh no, okay, I can't. Okay, các anh chị hiểu không nha? Hả?
Chị chịu làm gì, hôm nào mình có một tuần lễ mình collect những cái câu trả lời, ok, cho 34 câu hỏi này, rồi mình tuần tới mình vô mình share với nhau, ok, rồi mình chọn coi cái người nào nói hay nhất, rồi mình ăn cắp cái câu của người đó mình để dành right cho riêng mình, ok, đồng ý không nè? Và bảo đảm với các anh chị 34 câu này đó, 34 câu này thường thường là những câu họ thường hỏi rất là nhiều. Cái chánh là tại sao mình đi xin việc, phải không? Tại sao mình lợi cái sở này để mình xin việc? Cái khả năng mình có là cái gì? Right? Rồi cái character của mình là cái gì? Cái điều này quan trọng, cái tính tình, cái cư cách của mình làm sao tự mình phải nói cho họ biết. Họ cũng cần đó. Okay. Rồi công công việc làm sao mình deal với lại cái boss của mình hay là cái công việc của mình khá như vậy. Đây là những cái câu rất là cần đó các anh chị. Và thường thường á, nếu mà họ không hỏi mình cái lương bao nhiêu, what kind of salary do you looking for? Are you looking for? Nếu mà họ không hỏi câu đó thì bắt buộc mình phải hỏi lại nha các anh chị. Okay. Tại vì các anh chị đừng có sợ khi mà đi xin việc thì mình phải biết coi họ trả mình bao nhiêu một giờ. Đấy. Thấy như vậy, đây là những cái điểm quan trọng bắt buộc nó phải hỏi. Nhất là nó hỏi cái câu mà làm sao bạn get along với everybody, everyone. Ok, and that's it for today. And ngày mai là thứ sáu hả? Hết giờ rồi. Ngày mai không có học nha các anh chị. Tuần tới mình sẽ làm cái chuyện này. Cô đề tài kế tiếp là gì? Cái đề tài này chưa học xong mà đòi đòi cái đề tài kế rồi. Sau cái bài này mình sẽ học. Các anh chị muốn học gì nè? Học về cách cách đi bác sĩ, cách đi nhà thương, hay hay là học về về cái direction. Ví dụ như ai hỏi đường họ lạc rồi mình phải chỉ đường cho họ đó, thư viện ở đâu, làm thế nào để tới thư viện, khá như vậy, có cái nhà băng nào gần nhất ở đây không. Đó là một trong hai đề tài kế, nên chị muốn học đề tài nào cũng được. Thế đề tài đi ăn hả? Đi ăn hả? Yeah, mình cũng sẽ có cái đề tài đi ăn nhà hàng nhiều lắm, ok, nhiều lắm. Ví dụ đi nhà thương nói làm sao, đi bác sĩ nói làm sao, đi ra phi trường nói làm sao, đi ăn nhà hàng nói làm sao. Đó là một mỗi mỗi lần là mình học một đề tài như vậy. Ok nha các anh chị, and that's it. So your homework. Đi ăn trộm nói thế nào hả? Đi ăn trộm nói sao các anh chị? Burglar. Someone take things me. Okay, thank you. That's it for today. And I'll see you next week. Anh chị nào chưa có cái bài này thì PM cho Angry Tiger hay là PM cho anh chị nào trong room mà có rồi đó, gửi bài cho các anh chị. Chị có thể vô thư viện research nó hay là các anh chị có thể Google nó ở trong net cũng được. Okay. Okay, and that's it for today. I'll see you next week and chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khá một ngày một đêm bình an vui vẻ. Mình gửi mai lời cho các ốp nha. Thank you for joining.